Ở đây thì dân cư người ta hiện hữu cũng rất là đông luôn nha anh chị. Đường mình là đường xe ô tô 7 chỗ, anh chị dạy vào đây là thoải mái luôn nha. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình một ngôi nhà có tổng diện tích là 972 m², trong đó có 196 m² là thổ cư, phần còn lại là cây luôn năm. Trước tiên xem sẽ giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng mình đi thông về cầu Gụ ra quốc lộ 1A đó nha anh chị, ngay chỗ cầu Gụ á. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà ra tới đó thì tầm khoảng 1,5 km là tới nha anh chị. Đó là mình ra hướng quốc lộ 1A bên hướng ngã tư Đồng Tâm, mình rẽ lên ha. Còn cái hướng ngược lại nè, cái hướng này anh chị đi thông về Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, qua bên ngay chỗ vị trí chợ Bưng đồ luôn. Thì khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà ra tới ngay vị trí chợ Bưng, ngay chỗ mà cái tỉnh lộ á, tỉnh lộ 878 á, ngay chỗ mà cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mà anh chị rẽ xuống á, đụng cái dòng xây, anh chị chạy ra đụng ngay cái cầu gọi là cầu chợ Bưng. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình ra tới cầu chợ Bưng đó thì tầm khoảng 1 km nha anh chị. Thì ngay đó có chợ rồi luôn, có trường học luôn. Còn anh chị qua ủy ban thì đâu đó tầm khoảng 1,3 km anh chị ạ. Ở đây thì được cái là tên thành phố Hồ Chí Minh, anh chị có xe hơi, anh chị đi về đường cao tốc á, về đây thì nó cũng rất là gần. Anh chị xuống cái dòng xây, anh chị chạy ra một đổi, nói chung là từ đây mà tới cái dòng xây đó thì tầm khoảng 2 km anh chị. Từ ngay vị trí ngôi nhà mình nè. Ở đây thì anh chị cũng thấy rồi, điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Đó, đường dây điện đó ha. Cho nên vấn đề điện và wifi anh chị an tâm. Còn nước sạch nông thôn thì đi ở dưới lòng đất đó nha anh chị. Ống người ta chôn dưới lòng đất để bảo vệ đường ống ở dưới. Còn cái mảnh đất và ngôi nhà em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất ngôi nhà nhỏ bên trong này, tính từ miếng này nè nha anh chị, mà đi dài qua bên kia là mình có 22 m mặt tiền, và phía sau hậu mình cũng 22 m luôn. Còn cái cạnh bên đây mình đi sâu vào là 45 m. Còn cạnh phía bên kia tính mặt tiền nhìn vô là cạnh phía bên phải nha, là mình đi sâu vào 43,45 m. Còn cạnh bên đây đi sâu vào là 45 m nha anh chị. Cho nên nó có tổng diện tích là 972 m², trong đó có 196 m² là thổ cư, tức là gần 200 m² thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm. 22 m đó thì mình đi tới ngay cái vị trí cái trụ này nha anh chị, tới ngay cái trụ này nè là 22 m mặt tiền, và phía sau hậu mình cũng 22 m luôn đó. Và bên trong mình có một cái ngôi nhà nhỏ gọn, ngang là 22, một cạnh đi sâu vào là cạnh bên đây đi sâu vào là 43,45 m, còn cạnh bên kia là cạnh bên trái là mình đi sâu vào là 45 m, phía sau hậu mình cũng 22 nha. Ở đây thì nhà dân là san sát với nhau hết luôn nè, đó anh chị nhìn thấy ha, đó, rất là san sát với nhau luôn, đèn điện đồ này kia có luôn. Bên trong của ngôi nhà mình thì ngay chỗ này nó hơi tùm, nhưng mà cái này anh chị mà về dọn sạch lại ha, mình làm cái sân rồi mình trồng kiểng cây cảnh anh chị, thì nhìn nó cũng rất là bắt mắt nha. Còn ngay ở đây thì nói chung thì chủ kêu bán cho nên chủ để hơi tùm, cho nên nhìn vô thì nó không có đẹp, nó không được bắt mắt cho lắm. Chứ thật ra ở đây vị trí này dân cư đông đúc, ở rất là tuyệt vời luôn anh chị ạ. Trước khi bước vào bên trong cái ngôi nhà mình thì em sẽ quay lại hướng mặt tiền cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể luôn nha. Và mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng nam, nó cạnh cạnh dưới đông nam nha anh chị, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 13 phút, khoảng cách chỉ có 8 km à. Còn từ đây mà anh chị về tới bệnh viện đa khoa mới của Tiền Giang thì tầm khoảng 4 km nha anh chị.
Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 10 phút, khoảng cách là 56 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 26 phút, khoảng cách chỉ có 58 km à. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết bên trong. Sau đó em sẽ tiến ra phía sau cho anh chị mình xem kỹ phía sau luôn nha. Được cái tông đất mình sạch đẹp, không màu mã gì hết nha anh chị. Đó, cái này hồi trước đây thì em cũng có quay rồi, nhưng mà nay chủ cần hạ giá để bán gấp, cho nên em quay giới thiệu lại cho anh chị mình nào có nhu cầu mà tìm ở, mà giá này em nghĩ cũng phù hợp luôn anh chị ạ. Nó cái mí này là ngay chỗ mí ganh ha. Mình cắt đây mình còn bỏ ra được 1 mét nha. Đây thì xây kiểu như là về nghỉ dưỡng hay gì vậy đó. Cũng gọn gọn à. Nhưng mà anh chị nào quan tâm thì anh chị về xem thực tế đi. Nói chung là cái này nó cũng gọn à, ngôi nhà gọn à nha anh chị. Anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà mình mua cái căn này, sau này về anh chị lâu lâu về quê mình ở, mình hít thở không khí trong lành ở đây nè, thì nó cũng rất là tốt nha. Làm ở trên thành phố thì nó lúc nào cũng nhộn nhịp rồi. Rồi cuối tuần mình về quê, mình đi đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, mình về đây thì cũng chỉ có 58 km à. Về mình nghỉ ngơi, chiều thứ bảy mình về, rồi sáng thứ hai mình đi sớm cũng vẫn được nha anh chị. Bên trong mình chỉ có một cái phòng ngủ à. Nó thì cũng đóng la phong rồi. Ở dưới thì cũng có lót gạch rồi, còn trường thì chỉ sơn chứ chưa có ốp gạch nha, tường không ốp gạch. Đây thì có toilet, nhà tắm trong phòng luôn nha anh chị. Đó thì hôm nay chủ đã hạ giá nhờ em quay lại giới thiệu lên cho anh chị. Tổng diện tích là 972 m², ngang mặt tiền mình là 22, phía sau hậu mình 22, một cạnh đi sâu vào 45 m, một cạnh đi sâu vào 43,45 m. Tổng diện tích là 972 m², trong đó có 196 m² là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm. Giá chủ gửi em quay bán lại là 1.500.000.000 nha anh chị. Đây có toilet ở ngoài nữa nè. Nếu như chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Tam Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho Minh xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái ngôi nhà này, được anh chị có thể mua căn này về ở nha. Đó. Đây ngay đó thì mình có cái labo rửa tay, có chỗ để bếp ga rồi luôn nha anh chị. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào ra phía sau cho anh chị mình xem chi tiết luôn. Cái này anh chị về đốn mấy cái chuối nè, dọn mấy cái cỏ này ra nè. Đó, mình tống tải à. Cái này mình mướn công làm ngày là sạch sẽ à. Mà này chủ thì người ta không mướn làm. Thì giờ ví dụ anh chị mua gì anh chị mướn á, dọn ra thì nó rất là đẹp luôn. Đó. Đây anh chị nhìn, đây là khu phía sau nha. Mình bên trong chỉ có mấy cây me với cây nhãn à, với một số cây dừa. Còn ở đây thì anh chị sau này gì á, thì anh chị cải tạo anh chị trồng ở vài cây sầu riêng, rồi vài cây vú sữa rồi cũng được nha. Ngay đó mình có cái giếng nước nữa nha anh chị. Mình có cái giếng nước bơm lên luôn. Cho nên vấn đề nước xài rồi nước giếng hay gì anh chị an tâm, có hết. Nhưng mà cái điểm yếu mình thì sát bên có cái nhà yến thôi. Nhưng mà âm thanh thì em nghe nó cũng không có lớn dữ. Xung quanh đây người ta ở được bình thường mà. Nó đây là cái không gian phía sau, quay lại mình thì vừa nha. Nói chung là phía trước mình 22, phía sau mình cũng 22. Cạnh đi sâu vào là 45 m, cạnh 43,45 m, cạnh 45 là cạnh ngoài nha anh chị. Nó phía đây thì mình có một cái ao. Một cái ao này sau này anh chị về có thể vét lên, rồi mình thả cá đâu dưới này cũng được nha anh chị. Đó. Mình ra tới cái mí ganh bên đó. Cái đó nằm bên mé ao bên đây. Nó rồi ra đó có mí gào luôn. Bên đó cũng nhà dân nữa. Đó, dừa thì tái không có được sai. Nhưng mà được cái mặt tiền mình là 22 m. Rồi mình có thổ cư. Rồi về thành phố Hồ Chí Minh rất là gần. Vô ngay chỗ vị trí dòng xây cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương anh chị ghé xuống. Thì
khoảng 2 km nha anh chị. Đó thì nó cũng sát bên đây, vì thành phố Mỹ Tho thì 8 km về tới bệnh viện Đa Khoa mới của Tiền Giang á, là ngay quốc lộ 1A, nằm ở cạnh Tông nha anh chị, chứ không phải nằm ngoài kia nha anh chị, không phải nằm ngoài đường Hùng Vương nữa. Bệnh viện Đa Khoa mới Tiền Giang giờ gì đó rồi, thành ra vô tới đó thì khoảng 4 km á. Và anh chị nào quan tâm thì kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình, rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Đó ha, đây me có nè, nhãn có nè, phía trước mình thì mới mốt mình làm lại cũng có gạo hết rồi, nhưng mà mình dọn tống ra cho nó mới đẹp luôn. Đó. Đất mình thì rất là cao ráo sạch đẹp, không màu mỡ nha anh chị, cho nên vấn đề đó thì anh chị mình an tâm. Đó ha, đây phía trước mình thì nhà dân rất là nhiều luôn. Rồi thì giá chủ đã hạ xuống là 1 tỷ 500 triệu nha. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho mình xem nha. Còn bây giờ thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết cái video của em. Rồi thì em cũng sắp sửa tới đầu một năm mới rồi, thì em cũng chúc cô chú anh chị mình bước sang năm mới thì được dồi dào sức khỏe nha. Làm ăn thì phát tài phát đạt, rồi để có tiền mua đất bên Minh Xem. Rồi Minh Xem thì cũng kiếm tiền mua sữa cho con là cũng được. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video nha. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Rồi em xin chào anh chị ạ.